4 cây thôi nhá. Ai ấy 4 cây. Cứ cho cháu thổi thoải mái cô ạ. 5 cây. Cháu có số 4 rồi. Cái nến này cả ngày đều nhỉ? Trông cái hồng thôi nhá. Trông nó kiểu nó mỏng manh hết làm gì trong đó làm gì. Để chúng ta cùng ăn bánh nào. Năm nào sinh nhật cũng được ăn bánh. Tất nhiên rồi. Rồi mời hết mọi người ăn bánh. Cho con thổi đi nhá. 5 cây thôi, chia 6 cây kìa. Bỏ ra 1 cây. 7 cây đi. 7 sinh nhật 4 tuổi à. Từ từ nữa nào. Anh chụp cả cái bánh đi, chụp mỗi cái số 4 để làm gì? Đây là quay anh video mà. Quay mà. Xong. Đây, thiếu gì đâu. Thì rút ra 1 chiếc để 5 chiếc thôi. Ôi rồi. Tắt điện. Chụp ảnh đi. Chị điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Ô đâu điện thoại không chụp à? Bố ngồi vào, bố lên cái tắt điện đi bố. Điện à? Tắt điện đi chụp nhanh. Tắt một cái điện thôi, anh nhận thôi. Tất cả đi. Mẹ bỏ cái chân cho con trông chín cho nó vào. Mới cười. Cười. Cười là con cười. Tu ta từ từ tí mới thổi. Từ nào? Từ nào? Thổi nào? Thổi nào? Thổi nào? Thổi gân vào, thổi gân vào. Thổi gân vào. Cái mỏ của nó bên. Ăn thở vào, nóng rồi. Thổi nào. Chúc mừng sinh nhật. Ôi giời. Mẹ ơi có cái mũ của con này. Cái mũ của con này. Bật điện rồi chụp mũ. Bánh. Từ từ để mẹ sẽ chỉ là cái mũ nó phải ngược bên này. Đúng rồi. Sinh nhật cao rồi. Chụp tiếp. Bé bánh cho nó chụp. Nào cắt bánh nào. Cắt bánh nghe. Sửa bánh ngon nghe. Mở thêm bánh nào. Tuy nhiên bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, chủ trương hướng đến xây dựng cái này nó ghi cơ sở cầu giấy mà nhỉ, sao mình đang hình của ở chính trị cơ sở 2 có nhiều cơ sở mà ngoài nhiều quán mà mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Anh tự biết là cái bánh fresh đang thu hút sự quan tâm của xã hội, tươi ăn ngon hơn, thể chế về đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp chưa được hoàn thiện. Tên vậy thôi chứ bánh nào là bánh tươi. Tâm làm giàu trên đất đã giao, thu hút được đầu tư của nông nghiệp nông thôn của các chế. Làm sao để nông sản Việt Nam phải được mong chờ đấy, ngoan anh lo quá rồi, biết nó đồng chí mua loại bánh ít kem ấy. Việc đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới được rõ ràng bài bản khả thi, chúng tùng một em bé rất hiện nay trong mục tiêu này hai chị em đang xịt ngay rồi anh thằng em tên là Lì anh rồi có điện dùng anh nhỉ. Ôi, vừa gọi nãy rồi, bị thương. Gọi như đâu? Nãy gọi về tôi thấy. Mà chúc mừng sinh nhật em Lì không tuổi. Lì ở đây là Lì à? À, tên là Lì. Nó bảo thế hả? Nó tên Lì. Nó rớm rớm vậy. Tên như tiểu tên mỡ ấy. Còn nó tên là Gia Bảo. Nhưng người gậy gài nhà gọi là Lì. Nhưng mà chắc là nó mới gọi là kêu. Có tên là Lì. Có đứa tên là Lì rồi đấy. Chú trọng hỗ trợ đầu tư xây dựng chuỗi giá trị. Lì nó nghe lời. Nên mỡ lại gầy. Mỡ ơi, dẫn hồn của em. Mỡ chẳng dẫn đâu, đâu. Thế à? Cấp tái tớ. Chẳng cấp chứ là em có khỏe không? Có. Chị khỏe lắm, chị khỏe lắm chị à. Khỏe lắm. Chị nhìn vai mẹ rửa ấy đã. Tí mẹ rửa là con ấy nghịch. Nó rửa đi nhá. Làm việc. Bẩn đấy. Nó thì cho cánh thiên thần đấy. Môi trường công an đề nghị
Các bạn xin đẹp. Các bạn xin đẹp. Ừ, các bạn xin đẹp. Ừ, các bạn xin đẹp. Ừ, các bạn xin đẹp. Nhân dịp này, cùng ngày sinh nhật mỡ luôn, cùng ngày thế này quá đẹp luôn đấy. Ui giời, đã nói là dính đẹp rồi. Không bẩn áo đẹp, không bẩn váy. Chào công chúa em có đẹp. Hôm nay là còn khá nên lại tham gia là bên kia đó. Ôi cô đẹp quá. Mỡ bẩn váy lên này. Chị em. Em vẫn nói thế mà. Chị bán không? Cấp chứa rất là xinh đẹp kì. Bạn sắp chưa? Bạn ơi ạ, bạn ăn món gì đi? Béo không đấy? Ăn đi. Đã trao tặng nhiều phần quà Tết cho công nhân lao động, người nghèo của mình. Bẩn đấy các bạn ạ. Dùng đấy là kèm kèm để mai lửa đã. Mai lửa, chơi mai lửa đi sau. Chí mẹ lửa mới nói nhắc cho con nghe. May quá. Chào sông tu, mẹ mong khỏe. Ôi, đang đặt cái con rồi này. Bố tập thể dục ở đây, con cứ nhảy lửa. Tăng thêm áp lực cho bố rồi này. Cái ảnh của em này, cái ảnh chị đang đẹp này, tự nhiên cắp nhảy vào cái màn hình này. Cái chân lên màu hồng đi. Đâu? Màu hồng ạ. Mình ăn cũng màu hồng luôn, ảnh xin không? Cười nhẹ nhàng. Dù bằng điện thoại nó, à, máy ảnh nó nên... Bảo nó cười nhẹ nhàng thôi. Máy ảnh đâu? Máy ảnh của anh đâu? Đang quay video. Máy ảnh của anh đâu? Chưa. Bảo nó xem nào, cái ảnh kia không? Đang quay video kìa. Ăn cái cực xấu kinh khủng lắm. Cứ quá thể đá. Ngay trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 13 của đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã luôn được lãnh đạo. Thế bé Tùng em trai nhá, trai. Kiên trì đồng bộ. Ba cái thai to hơn cả mỡ. Cả gia gia bảo ấy, hay. Gia bảo vậy. Gia bảo giống giống như anh Lộc với sao ấy. Anh Lộc kia. Anh Lộc. Đây có cái gì ạ? Mới. Bây giờ một tên con trai mấy cái tên hay thì toàn thế. Có một con Nhân Hải. Sơn mạng 10 trang. Con Nhân Hải tên là gì? Hải mẹ biết con biết con hỏi à, mẹ hỏi đâu. Chỉ biết tên là Coca rồi. Biết tên thật là gì? Thế con nhà gọi chú Hải á, tên là Coca. Vâng. Mẹ kể vậy quá. Mẹ hết bán rồi. Không, chị, bởi vì là nó là tên là Coca, chị bảo là thế là chú lấy mất tên thằng khai nhà tôi rồi đấy. Thằng thì hả? Bác sĩ được thằng mà. Riêng thế. Ta vịt rồi. Chắc là vịt rồi. Về. Ôi, vịt của bánh. Xinh quá. Hết rồi. Rồi lồng vịt. Đây là bánh vịt thật hả? Bánh vịt của cô Thảo đúng không? Mua cái bánh này, mua cái bánh này được bánh vịt. Đây, mua cái khăn. Tự nhiên quần áo linh xinh ở đây. Cắt đi. Quần áo để lợm sợm đây quá. Sao còn được vịt vào đây nữa, nó bẩn thế này. Lồng quần áo xinh quá. Xinh cái gì xinh? Xinh mà. Không xinh. Sao hay không? Có con... Trời ơi, nghe mấy con... Nhìn thấy cái gì chưa? Hả? Đấy, thôi xong ra... Bỏ tay ra! Sao mà bẩn chứ bơ? Quay đây xem nào. Không, tí hôm khai xỉ. Tí hôm khai là ít son. Ờ, cái này sao chụp nó lên màu đẹp. Có bán gì ạ? Có đúng không? Không đúng. Xin nghe. Nghe, cô không biết. Cao nhỉ? Nhìn tí tí. Ấu. To. Tình cảm của Quế thế. Để nó đi xuống. Đây ảnh giam hết chứ, đặt ảnh giam hết. Đăng ảnh xinh đẹp mơ đi anh chị. Đăng một cái ảnh xinh đi. Chị đăng ảnh thôi, anh làm video rồi. Để ta dẫn đi chụp hai studio rồi. Trước cô ấy đã giáo diết vào cái ông bà này đăng ảnh. Cứ đăng được cái nào.
thì chị đang anh làm gì? Giám phép gì? Ảnh giám phép. Anh là YouTuber. Cái gì mỏ này? Đâu? Không có cái mỏ này. Má luôn à? Cái tóc. Nó cởi mũ đâu, nó không xích vào cổ. Thế còn đấy tao sinh nhật nó có cái mũ này. Ngoài nó sinh nhật nó có mà. Một cái xíu luôn. Mũ này người ta mua để hành chỉnh thứ cái gì. Yếu ơi. Yếu ơi. Yếu ơi. Con ơi, ăn bằng thìa đâu? Nhà bà là lau lau cái váy cho nó nhỉ? Thay dính cái váy rồi. Sao con một gảnh là một cái mũ đây nhỉ? Bật váy hả đấy? Cứ cởi váy ra. Đâu mơ mơ đâu xuống liếm bánh tiếp cho bố quay video này là bằng chứng à? Thì xong rồi mới bỏ ra chụp mà anh Duy anh chụp vậy anh chụp có chụp mũ không thì chụp lại đi bây giờ chụp anh ấy quay ra anh có chụp đâu.